Thưa quý vị, tiếp theo là một nội dung liên quan đến câu chuyện mặc dù không mới nhưng mà mỗi khi mang ra bàn thì nhận được những ý kiến trái chiều, đó là việc các tên đường ở thành phố Hồ Chí Minh, một số con đường tên bị trùng lắp giữa các quận huyện thành phố hay thậm chí là những tên đường bị sai. Thì đối với trường hợp này thì Phương Thảo thấy sao ạ? Bản thân Phương Thảo thì với gần 20 năm kinh nghiệm sống ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình cảm thấy rằng là mỗi khi mà mình đi đâu, mình tìm một con đường thì mình bớt tin chính mình lại một chút. Tôi nói điều này là bởi vì sao ạ? Như anh Hoàng Nhân có chia sẻ thì tại thành phố Hồ Chí Minh có những con đường cùng tên nhưng mà lại ở những nơi khác nhau. Thành thử ra là chúng ta không thể nào mà mình có thể là biết hết được tất cả các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì nó có hàng ngàn con đường và chúng ta cũng không thể nào đi hết được. Nên mỗi khi mà tôi tìm kiếm một cái con đường nào đó, tìm kiếm một địa chỉ nào đó, thì tốt hơn hết là chúng ta nên tìm kiếm thật là rõ ràng từng nơi, từng phường, từng quận để đảm bảo là mình không có đi nhầm. Tại vì như chúng ta cũng đều biết thì có những con đường trùng lắp tên như vậy thì những người mà chúng ta không có kinh nghiệm di chuyển thì rất là dễ đi nhầm, mà nhiều khi là nhầm từ một cái điểm này sang một cái điểm kia cách nhau hàng chục cây số ạ. Vâng ạ, và như Phương Thảo có nói, đến trong số hàng ngàn con đường ở thành phố Hồ Chí Minh thì thống kê có đến những là khoảng trên dưới 400 con đường cái tên gặp vấn đề và cần phải sửa. Và cụ thể thưa quý vị, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức vừa qua, Chánh văn phòng của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phối hợp cùng với các đơn vị liên quan có phương án phù hợp để điều chỉnh tên đường hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đường Cô Giang, Cô Bắc là tên gọi khá là quen thuộc của người dân quận 1. Tuy nhiên tại nơi tôi đang đứng đây cũng là Cô Giang, Cô Bắc nhưng nằm ở quận Phú Nhuận. Hai con đường cách xa nhau hơn 5 km. Ông Huỳnh Văn Hạnh làm nghề xe ôm hơn 6 năm, tỏ ra ngán ngẩm khi nhiều lần đi nhầm một số tuyến đường bị trùng tên khác quận. Mình không nhìn không kỹ, mình tưởng là quận nhất, chạy qua quận nhất thì phải nhầm đường rồi chạy qua đây lại. Nó bất tiện chứ, tôi thấy nên đổi hết trơn. Tại vì biết không, mấy cái đó là phải đổi đường. Ở đây có đường Lý Thường Kiệt nè, Lý Thường Kiệt nó trùng với Lý Thường Kiệt có quận 10 nữa. Chúng ta để những người ở xa tới họ chưa biết thì họ dẫn du khách của em tới đây này, thì họ hay bị trùng kiểu là Cô Giang, Cô Bắc hay lộn đó. Nếu đang bị trùng thì mình có thể đổi tên của những nhân vật lịch sử khác cũng được. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 311 tên đường bị trùng tên với 132 tên đường. Các tên đường bị trùng tên nhiều nhất là Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ, Lê Lai, Lê Lợi, Ngô Quyền. Ngoài ra, nhiều tuyến đường đặt tên viết tắt gây khó hiểu. Mà còn hàng chục tên đường, các cái chủ dự án, chủ đầu tư và người dân địa phương thì thường đặt cái đường nội bộ là đường số. Thì cái này chúng ta đã rất là quen rồi. Đồng thời, có những cái tên đường mà địa danh á, được đặt theo là số thứ tự cộng thêm cái địa danh ở đó. Ví dụ như Thới An 06, Tân Thới Nhất, TTN 21, 17, v.v. Việc thay đổi tên đường thì phải theo đúng quy định và điều quan trọng như anh Hải nhắc tới đó là hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời lấy ý kiến của nhân dân, hội đồng tư vấn đặt tên để có phương án điều chỉnh phù hợp.